Đây là cái căn phòng mà chị ấy sinh sống ha. Và trên tay chị ấy có một cái con gấu bông rất là kỳ lạ. Chị xoay cái đầu con gấu bông cho em xem chút xíu được không? Ở đây á, là chị ấy đốt rất là nhiều cái gói thuốc á, và châm vào con gấu bông này. Tức là nếu như bé Bảo Ngọc bị châm là cũng châm như vậy luôn á cô hả? Đúng 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 rồi, à. Nó lên coi bằng nó vậy á. Chị ra ngồi nóng lục có con ra hoài đi. Cái căn phòng này nó rất là đặc biệt luôn ha. Không có một chút ánh sáng nào, rất là nóng luôn. Chỉ có những cái hình thù vẽ xung quanh tường và có một cái giường nhỏ. Ở đây thì mình thấy là có hai cái tấm hình cưới này. Lúc nãy thì một tấm bên trái, một tấm bên phải thì mình lấy ra để cho mọi người thấy rõ hơn. Cái tấm ở cũ cũ mà lớn hơn là trễ cưới năm 2009 và cái tấm mới là 2019, cách nhau 10 năm và hai anh chồng đều rất là đẹp trai. Trước đây thì chị ấy cũng bình thường như là bao người phụ nữ khác và thậm chí là được đánh giá là một hot girl xinh đẹp. Chị ấy lấy rất là nhiều đời chồng. Và cho tới năm 2020 thì chị ấy đi Malaysia làm á, thì bị người ta lừa vào một cái động và ép sử dụng chất kích thích. Và cũng không biết là như thế nào mà chị ấy trở nên như vậy. Đợt trước chị ấy có nói với mình là có làm cái bùa yêu để mà giữ chồng đúng không? Đúng. Chị đã làm như thế nào á? Chị kể em nghe được không? Ngày hôm nay thì mình ghé xuống Củ Chi để mà thăm lại hai bé song xanh á. Hôm nay là hai bé cũng lớn nhiều rồi ha. Và cái điều đặc biệt đó là mình nhận thấy là hôm nay hình như là chị Hồng chị có cái sự thay đổi đúng không? Hôm nay là về nhà ở rồi và thấy có vẻ như là gọn gàng sạch sẽ hơn cái đợt trước. Hôm nay thì chị Hồng sao chị? Chia sẻ cho mọi người biết coi. Có sự thay đổi gì không? Chị không biết. Không biết hả? À, hôm nay thì mình thấy là chị ấy cũng mặc đồ áo sạch sẽ hơn, mặt mũi tươi sáng hơn, tóc tai thì cũng chải lại ha. Rồi không biết là hai bé đợt này sao rồi, cô nhiều hả? Này này hả? Dạ. Cũng bình thường, bú cũng ngon vậy, ngủ cũng ngon vậy. À, như mọi người cũng đã biết ha, thì chị Hồng thì hồi xưa chị ấy cũng là một cái cô gái rất là xinh đẹp, gọi là hot girl có tiếng trong vùng á, và cưới tới đây 3-4 người đời chồng lận. Bốn có tới 5 người con như mọi người thấy á. Bé lớn á là bé Bi, năm nay là đi học rồi. Bé nhỏ này á là bé Nho ha, còn gọi là bé Bảo Ngọc. Và bé mà trên tay bé Bi á là bé Nhãn, là con của người thứ ba. Và hai cái bé sinh đôi á mà cô Nhiều với là chị Hồng đang bế trên tay á, là hai bé vừa sanh ra được khoảng 4 năm tháng thôi. Thì cái quá trình mà chị ấy đi làm ở Malaysia á, thì mới xảy ra chuyện. Tại vì trước đó khi mà mình nhìn cái hình ảnh mà chị ấy vào 3 năm trước á, thì cũng vẫn rất là xinh đẹp ha. Thì chị đi làm ở Malaysia thì bị người ta đưa vào một cái động á, thì bị sử dụng chất kích thích nữa, nên là sau đó thì đã trở nên thân tàn ma dại. Và về đây thì lại cặp với một cái anh nào đó và sanh ra hai bé Quang Bình và Quang An này. Nhưng mà hiện tại thì cái anh này đã bị cơ quan chức năng bắt đi rồi. Do cái đợt đó hình như là cũng sử dụng chất cấm và đánh đập chị rất là nhiều ha. Bữa giờ là chồng bị bắt đi rồi á. Chị có nhớ chồng không? Không, chị không biết gì. À, không biết hả? Cái đau nó không đưa chị biết, cái biết cái gì cả chị. Dạ. đau biết nhiều. Tưởng là nhớ chồng đẹp trai chứ, bữa nói với em là nhớ chồng đẹp trai mà. Hả? Nhưng mà bây giờ là chị ấy có chăm em bé được không cô Nhiều? Nó thì nó tỉnh thì nó cũng biết cho con nó bú biết này nọ, còn mà nó lên cơn thì thôi khỏi nói. Bình thường là mỗi ngày có lên cơn không? Ba bữa, bốn bữa lên cơn lần. Ừ. Lúc mà lên cơn đó thì chị ấy phản ứng như thế nào? Thì mặt giống như hình sự vậy. Ừ. Rồi xong ở vô nhau buồn á, chén bát nó ăn nó đập nát hết. Dữ vậy chén hả? Đập hết. Giờ con nhỏ đi ngang có quất con nhỏ kia. Rồi nửa đêm cái nhỏ ngủ có lấy thuốc cái chích nhỏ. Lấy cái gì chích? Thuốc nó hút quá. Trời ơi. Nó chích vậy á? Nó đâu có biết gì đâu, nó chích vậy. Mấy lần vậy đó. Là lấy cái điếu thuốc hả? Chích vô người của em bé. Đang ngủ thiêu thiêu cái giật mình thấy sột sột ngó xuống thấy hết hồn mà làm gì vậy? Giờ thì ra. Ra cái hồi cảnh một chút khoảng tiếng nữa cái vô chập nữa. Nhưng mà chích thì em bé có bị phỏng không? Cũng có. Nho. À, mẹ chích con ở đâu mà? Cho chú xem coi. Đâu? Chích ở đâu? Lạnh rồi đó. Chích ở đây hả? Nhưng mà mẹ chích ơi, con có đau không? Có. Ừ, sao con không hỏi mẹ là sao rồi chích con? Con có la lên không? Có. Con la làm sao? Nó tới mẹ cái nó nói sao? Mẹ hả? Ơi đừng quýnh con nữa nha mẹ. À, nói là đừng quýnh con nữa ha. Ôi chị ơi, cố gắng tỉnh táo hả chị?
mấy đứa nhỏ nó dễ thương, nó thương chị quá trời mà. Chị làm gì tội nghiệp mấy đứa lắm. Bữa ghé thăm á, cái đầu cái mua cho nó cây thuốc, liêm nó xé nát quý một cây thuốc luôn. Nó lên cơm nó lại xé nát hết, không còn một điếu nào luôn á. Tức là bình thường thì rất là hiền lành ha. Đúng rồi. Giống như là mình đang thấy ở đây này là chị ấy rất là hiền lành. Nhưng mà lúc lên cơn thì không kiểm soát được bản thân mình. Nó bình thường được. Mấy người bây giờ có sắp lên cơn không? Là thấy mồ hôi đổ quá trời vậy. Lúc mà chị đánh hay là làm gì con á, mình có kiềm chế được bản thân không? Có biết không? Không, chị không biết gì cả. Chị cần đau. Lúc mà tỉnh táo lại thì chị có nhớ ra không? Không hề nhớ. Giờ chị làm chuyên nghiệp từ nay à. Chị đi về thì bị tai nạn. Chị bây giờ không có tỉnh táo rồi mọi người. Nói chuyện cũng câu được câu không à. Thì bây giờ là cô cho chị ấy về rồi, chị ấy ngủ ở đâu? Thì nó ngủ đây giờ này nó chui vô buồn ngủ rồi. Ừ, chứ không có ngủ ngoài chuồng gà nữa ha. Không, nó chuồng gà. Bữa nó quậy quá gì nó quýnh hai mẹ con, hai bà cháu luôn. Dạ. Tức điện công an. Rồi công an xử lý sao? Nó đi đâu, nó kêu làm đơn đi. Cái tức quá nhốt ngoài kia, nhốt ngoài quải. Nhốt ở đâu? Nhốt ngoài chuồng gà đó đó. À, nhốt ngoài chuồng gà. Cái nó đòi chứng minh nhân dân, nó nói những xe do hư rồi sửa ngoài kia gần chút gì lấy. Bà trả chứng minh cho tôi à. Cái đầu lấy xe về, cái đầu trả cho nó, có đập cửa đập mông vậy. Thấy đêm nó mưa quá trời, mưa giông gió quá thì nó nói đi chứ mình cũng bỏ sao đành. Nó mưa giông gió quá mới kêu nó vô ngủ đi. Đó, từ đó giờ mà cũng quậy, mà quậy cái đập đồ ở nhà. Đi mình vào con nhà cho mấy bé ngủ tí đi. Đi vô nhà cho mấy bé nằm đi. Như vậy là chị Hồng á, là chị cũng rất là giỏi nha mọi người. Tức là có tới 4 đời chồng nha. Tức là chị tính là ra sản phẩm thôi đó. Còn những cái người mà không ra sản phẩm là chưa tính nha. Là có tới 4 đời chồng. Nhưng mà có điều là cha của mấy bé này là cũng không có bé nào để mà quay lại thăm con ha. Có anh nào qua thăm con không con? Rồi bữa giờ là hai cái em bé nhỏ này nè, là ăn uống như thế nào, có được đầy đủ không? Cũng sữa thì cho uống bình thường vậy. Rồi còn có phải bổ sung nước cơm nữa không hay là? Cũng chắc cũng tính tự cũng vừa hết sữa tính rồi đó. À. Tính cũng cho uống cơm dặm dặm thêm nữa. Bữa trước là cũng chỉ gửi sữa thì chắc là cũng gần hết rồi đúng không? Sạch sẽ luôn, đã sạch cho thêm luôn nữa. À, uống dữ vậy đó hả? Gần 7 hộp sữa cho bổ ích ha. À. Vậy là bây giờ một tuần là ít nhất là phải 2 hộp đó. Ừ, đúng rồi, lớn rồi, càng ngày càng lớn nữa. Sáng giờ là 6 cái bình này rồi nè, đó. Đúng là hôm nay là nhìn qua thấy các bé cũng khác biệt rất là nhiều so với trước ha. Là cũng sạch sẽ, gọn gàng, có da, có thịt hơn rất là nhiều. À, mừng quá ha. Cái đợt đầu tiên mình ghé qua nó còn ốm quá trời, ốm rồi. Rồi, là lúc mới đề là gì á. Chuyến sau nữa rồi nó nhỏ nay ui cười kìa, hôm nay biết chú qua thăm nên cười phải không? À, ông này thì ngủ luôn rồi, vừa ngủ vừa ngậm nấm sữa, mới bú tắm dưỡng mới cho bú miếng đó. Dạ. Hôm nay là mình thấy chị ấy tỉnh táo hơn rất là nhiều luôn mọi người, và kiểu như mặt cũng sáng ra, tóc tai cũng gọn gàng, đồ áo cũng sạch sẽ hơn, như có bôi son nữa phải không? Hả? Bữa nay nghe nói là chị ấy trang điểm có nhiều. Đúng rồi, trang điểm, sơn móng tay, chân nước sơn nhà đó, tự quẹt à. À, là biết làm đẹp cho bản thân này đó. Đâu chị dơ lên em coi coi. Đó, tự nước sơn. Đó, người thấy không, sơn mặc dù thì nó cũng không đẹp lắm nhưng mà cũng biết là trang điểm cho bản thân mình. Như vậy là sắp tới không biết là có thêm anh nào nữa không chị Hồng? Thôi có thêm anh nào nữa không? Chị không khổ hạnh nữa, có đầu chị cũng không thích để trời. Chưa trễ tỉnh táo thì cũng mừng ha. Để có thể là nó tỉnh thì nó cũng biết quét nhà, lau nhà, phụ quần áo rồi giặt cái đem ra phơi, biết hết á. Lúc nãy mình vào thì mình thấy chị ấy đang ngồi xếp quần áo. Nói chung là cũng biết làm như những người khác, tỉnh táo và bình thường thôi. Chỉ sợ không những cái lúc mà nó nổi lên cơn là nó trễ lên cơn. Bất chấp mà. Bữa giờ mẹ có còn đánh con không Ngọc? Không. Mẹ có đánh nữa không? Không, không nữa. À, mẹ không đánh nữa ha. Nó bao che cho mẹ nó lắm. À, bao che cho mẹ. Ừ. Con có thương mẹ không? Dạ. Thương mẹ ha, thơm mẹ coi. Hôm nay cũng mừng á mọi người, đi vào thăm á thì thấy là chị ấy cũng tỉnh táo hơn rất là nhiều rồi ha. Sạch sẽ gọn gàng hơn.
Ôi giời. Nhờ bi mày coi đó. Nhưng mà bây giờ hồi xưa là một ngày là chị ấy lên cơn mấy lần ha? Hồi trước thì đâu thôi. Vô trời đâu. À. Ngày tối. Nói chung. Hồi trước là đi lang thang ngoài đường phải không? Nhưng mà bây giờ ở nhà thì lên cơn nhiều không? Nhiều lần không? Một hai lần luôn hả? Sáng giờ có lần nào chưa? Chưa. À, không khéo rồi xíu nữa đang ấy là lên. À đây là cái son của chị ha. Lúc nãy thì nghe nói cô dùng son mình nghĩ là cái son gì nói nhiều lắm nhưng mà không có. Cái này chắc người ta vứt ngoài đường phải không? Son nhặt về. Nó bình thường chị bôi như thế nào á? Chị cầm chị bôi em xem thử coi. Lấy son ra nhiều. À. Lấy cái tăm bông ha. Ý là dí dí vô mấy cái còn sót lại đúng không? Chị còn cây cuối cùng này đó hả? Không, chị còn nhiều. Còn nhiều ha? Ừ, chỉ có một cây rồi. Đâu đâu? Để đâu? Đứng cái cây rồi nằm đó. Thì đang nhớ chơi phải không? Hay nói giỡn hả? Hay nói thiệt? Chưa đâu mà có một cây đó. À, là cũng biết nói hài chứ bộ. Bây giờ chị còn hút thuốc nhiều không? Dạ. À, hồi xưa thì mẹ đuổi ra ngoài thì sống ngoài đường mọi người, nhưng mà bây giờ thì được về nhà mình sẽ vào tham quan qua cái chỗ ấy, chị ấy ngủ ở đâu nhé. Ồ trong này rộng dữ ta, đồ quá trời luôn. À phòng riêng của chị đây hả? Chị dẫn em vô tham quan cái phòng chị coi. Trong này không có bóng đèn luôn. Có nhưng mà bị đứt rồi. Trời ơi, là chị sẽ sống ở trong này ha. Nó đi vô cái động đó nó đọc. Cái là cái động. À, trên này thì có những cái bức tường thì cái này là chị tự vẽ ha. Chị tự vẽ. À, tối là chị sẽ ngủ ở đây. Và mỗi lần mà lên cơn thì chị ấy sẽ nhốt mình ở trong cái phòng này. Bia vô chú hỏi chút xíu Bia. Dạ. À, cái hình mấy cái hình này là ai vẽ đây con? Cho mẹ vẽ. Mẹ vẽ hả? Thôi viết cho ai viết. Mẹ vẽ vậy là con có biết là có cái ý nghĩa gì không? Như là vẽ về mấy người chồng cũ sao? Phải không? Phải vẽ về chồng cũ không chị Hồng? Phải. Phải hả? Vẽ những cái hình này là có ý nghĩa gì chị hả? Có không có ý nghĩa gì. Sẽ gì như những người chồng chị tình trái trải qua cái đời với đời chị. Không nữa vẽ. Trên bức tường thì chị ấy vẽ rất là nhiều cái hình thù kỳ lạ ha. Một cái căn phòng cũng nhỏ thôi, chứa một vài cái chăn mền gì đó. Ở dưới này có một cái tấm ảnh cưới. Cái thời 2010 á, là chị ấy cưới lần đầu tiên. Đó mọi người xem nè. Lúc ấy chị ấy thực sự là rất là xinh luôn á. Nhìn giống như hot girl ha. Rất là xinh đó. Và nghe nói là rất là nhiều chàng trai theo đuổi. Chị ấy là, cái này là mỗi lần lên cơn là đốt vậy ha. Nói vậy đó. Dạ. Tức là lấy thuốc lá là chích cái con gấu bông này mọi người. Đó. Bên này là có một cái tấm hình ảnh cưới nữa. Đây là cái người chồng sau á, chị ấy cưới hình như là chụp hình là năm 2019 hay sao á. Đó. Lúc đó là chị ấy vẫn còn rất là tỉnh táo và rất là đẹp ha. Wow. Chị có đọc sách nữa hả chị? Có, chị có trong sách. Đọc sách luôn. Xé muốn mà để cho con nó xé chơi lại giận không? Nè, ở đây á, là mình phát hiện là chị ấy có đọc sách nè. Chứng sinh trong đường ngạ quỷ. Phật Pháp. Đọc về Phật Pháp luôn. Đọc sách của thầy Thích Nhất Hạnh luôn. Ồ, rất là bất ngờ về chị này nha mọi người. Đây là chị hồi trẻ phải không? Đó, à, 16 tuổi ha. Lúc đó rất là xinh đẹp luôn. Đánh đàn guitar cầm quả lanh. Cái đó là 2019 ha. Chụp ảnh cưới với chồng. 2009. Ừ. Cách nhau 10 năm lấy hai anh chồng rất đẹp trai luôn. Cái này hồi 16 tuổi chị lấy chồng. Chồng chị lấy hồi chị 16 tuổi. Còn cái này chồng chị lấy chị hồi ba mấy tuổi, chồng chị 20 tuổi. Đây là cái căn phòng mà chị ấy sinh sống ha. Và trên tay chị ấy có một cái con gấu bông rất là kỳ lạ. Chị xoay cái đầu con gấu bông cho em xem chút xíu được không? Ở đây á là chị ấy đốt rất là nhiều cái gói thuốc á. Và châm vào con gấu bông này. Tức là nếu như bé Bảo Ngọc bị châm là cũng châm như vậy luôn á cô hả? Đúng rồi, à. Nó lên cơn là nó vậy á. Ra ngồi nóng lục có con ra ngoài đi. Cái căn phòng này nó rất là đặc biệt luôn á. Không có một chút ánh sáng nào. Rất là nóng luôn. Chỉ có những cái hình thù vẽ xung quanh tường. Và có một cái giường nhỏ.
Ở đây thì mình thấy là có hai cái tấm hình cưới này. Lúc nãy thì một tấm bên trái, một tấm bên phải, thì mình lấy ra để cho mọi người thấy rõ hơn. Cái tấm ở cũ cũ mà lớn hơn là trễ cưới năm 2009, và cái tấm mới là 2019, cách nhau 10 năm. Và hai anh chồng đều rất là đẹp trai. Có phải chị để đây để mà nhớ lại những người chồng cũ không? Không. Thế thì như người chồng ly thân 10 năm. À, ly thân rồi. Nhưng mà sao mình còn để anh cưới trong này rồi mình ngắm? Không, ly thân chưa thẳng. Còn cái tình này được. Còn tình cảm hả? Và chị có rất là nhiều sách luôn đúng không? Chị cầm mấy cuốn sách lên cho em xem được không? Lúc nãy mình có xem qua thì chị ấy đọc rất là nhiều sách về Phật Pháp nha. Giống như là cuốn Đường Chứng Sinh Trong Ngạ Quỷ ha. Rồi sách của thầy Thích Nhất Hạnh, nếu là sách về Phật giáo này kia đó. Chị đọc hết mấy cái này chưa? Đọc hết rồi, mấy này chị đọc thuộc lòng. Vì sao mà chị đọc mấy cuốn này? Chị thích tu khổ hạnh. Chị thích tu khổ hạnh ha. Như vậy là trong cái căn phòng này là chị đang tu ở trong này đó. Mọi người biết không, trong này rất là nóng luôn á, mồ hôi của mình đang đổ ra như mưa. Này mọi người coi này, mồ hôi của người chị ấy đổ ra này. Nhưng mà chị ở trong này chị chịu nóng vậy luôn ha. Trước đây thì chị ấy cũng bình thường như là bao người phụ nữ khác, và thậm chí là được đánh giá là một hot girl xinh đẹp. Chị ấy lấy rất là nhiều đời chồng. Và cho tới năm 2020 thì chị ấy đi Malaysia làm á, thì bị người ta lừa vào một cái động và ép sử dụng chất kích, và cũng không biết là như thế nào mà chị ấy trở nên như vậy. Đợt trước chị ấy có nói với mình là có làm cái bùa yêu để mà giữ chồng đúng không? Đúng. Chị đã làm như thế nào á, chị kể em nghe được không? Chị kể em nghe, chị là một chai rượu thơm 50.000 ở cái trong một cái chỗ cúng Phật á. Người ta làm tấm hình với lại chai rượu thơm với 550.000 để xịt vô tay á. Là người đó thương mình suốt đời, với lại làm cái tấm hình đó, với lại làm cái tấm nhỏ như này, cái mình để đầu giường ngủ, là người đó thương suốt đời. Rồi người ta có thương suốt đời không? Là thất bại ha. Thất bại. Chị có nghĩ là mình bị ảnh hưởng do làm cái bùa yêu đó không? Chị không biết, người ta nó phản bùa sẽ bị khùng tới chết. Phản bùa là sẽ bị khùng tới chết ha. Bây giờ là chị có tỉnh táo không? Không, chứ không phải là không tỉnh táo được, cùng mà chị nhớ chị nghĩ là chị. Căn phòng này thì nó rất là đặc biệt mọi người ha. Là bây giờ là cô cho chị ấy về là chị sẽ ngủ trong này. Là mỗi lần mà lên cơn đó là tự khóa cửa lại. Để mà không có ra ngoài quậy ha. Vậy là cũng rất là hay. Trên này mình thấy có một bức hình, không biết là hình của ai, hình cô. Đây là cái quầy trang điểm của chị ấy ha. Trong này có gì á, chị giới thiệu cho em xem được không? Có thuốc. À, có thuốc uống nè. Có đủ loại kem. À, có kem rồi. Cái này là cái son của chị phải không? Chị cầm cái son lên cũng xin coi thử coi. Cầm hết hình cái đó lên coi. Nguyên hũ luôn á. À, nguyên hũ lên xem nè. Những cái này đó chị lấy ở đâu vậy? Đi lượm ngoài ha. Mày đi, mình cầm cái đó ra ngoài được không? Trong này nóng quá. Đây, ra ngoài đi. Thực sự mình chỉ ở trong này tầm 15 phút thôi á, mà đổ mồ hôi á, đổ ra như tắm luôn á. Nhưng mà chị ấy ở trong này cả ngày luôn á. Ngày 7-8 lần hả? Tắm cả chục lần á. Chắc là tắm cho tỉnh táo. À, mấy bà cháu ngủ đây nè. Mấy bà cháu ngủ đây. Không. Chị ấy có phòng riêng để mà lỡ có lên cơn mọi người sẽ tự nhốt bản thân lại. Nhưng mà cái điều đáng sợ nhất là chị ấy có một cái con gấu bông và thường xuyên là đốt cái con gấu đó bằng những cái điếu thuốc. Bây giờ thì chị ấy đã được vào trong cái căn phòng của mình để ở rồi. Trước đây mà mỗi lần mà mẹ giận nó sẽ đuổi ra khỏi nhà và chị sẽ ngủ ở ngay cái chuồng gà này á. Chị vào đó đi. Vào đó cũng chị hỏi chuyện chút xíu nha. Đây cái chỗ mà chị ấy hồi trước khi mà lần đầu mình gặp á, là chị ấy ngủ ở đây nè mọi người. Đó, ngủ ngoài trời như vậy. Còn bây giờ thì ở trong phòng rồi, nhưng mà một cái căn phòng cũng rất là kỳ lạ luôn á. Một căn phòng không có được giống như bình thường. Và cảm giác là chị ấy đang tu hành một cái môn phái gì đó. Chị đang tu hành cái môn phái gì, chị nói lại em nghe coi. Tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh ha. Là hành hạ bản thân đúng không? Tu khổ hạnh là học cách tu đi. Nước có qua đầu mình có thể đi được. Cứ vượt qua khổ hạnh để sống mà nước qua đầu. Chị đọc rất là nhiều sách. Mà chị có nhớ gì những gì mà chị đọc sách không? Chị không nhớ. Nhưng mà chị đã đọc rất là nhiều sách về Phật Pháp đúng không? Ở đây á, là em thấy chị có cầm một con gấu bông mà đem từ trong phòng ra đúng không?
Thì cái con gấu bông này á, là em thấy nó rất là kỳ lạ, là nó có những cái vết cháy như vậy nè, quanh người như vậy. Thì vì sao nó lại như vậy, chị có thể nói cho mọi người biết được không? Tại vì nó đẹp biết bao, chị ghét nó. Con gấu bông mà nó làm nó đẹp như vậy. Chị lấy thuốc lá để mà châm con gấu bông này đúng không? Vì sao chị lại làm như vậy? Chị không thích ai đẹp. À, không thích ai đẹp hả? Chị không được đẹp. Chị không được đẹp nên là chị không thích ai đẹp. À, vậy mỗi lần lên cơn là chị sẽ châm con gấu bông này. Và thậm chí là có những lúc là chị ấy sẽ châm vào con gái của mình luôn ha. Đúng rồi, tối là đi vòng vòng gái, đi vòng vòng lấy thuốc chích con gái vậy đó. Trời ơi, sao lại làm như vậy? Đằng sau lưng đó là chị ấy có một cái hũ son đó mọi người. Thì thường là chị ấy sẽ dùng cái này để mà làm đẹp cho bản thân. Cái son này, cái son nào là cái son mà chị thích nhất? Son chị thích nhất hả? À. Chị không, không, chị không bao giờ sử dụng son. Mấy cái này chị đi là chị hò rồi con. Còn con gái chị có, à, son này chị dẹp mất. Nghe mẹ nói là chị ấy vẫn sử dụng mà. Chị vẫn sử dụng, chị hay tô vào tập. À, chị ấy không còn tỉnh táo đâu mọi người ạ. À. Đây là Ngân ha, là cũng em của chị Hồng á, là bây giờ cũng đang có bầu 38 tháng. 38 tuần. 38 tuần, xin lỗi nhầm. À, chị ngồi xuống đi chị. Chị ngồi được không? Hình như không ngồi được ha. À đây. Giờ là đây là bây giờ sắp tới á, mà chị sanh nữa là nhà có tận 3 em bé sơ sinh luôn ha. Nhưng mà khi mà sanh rồi chị Ngân tính sao? Là phải ở nhà phụ mẹ chăm các bé luôn hay sao? Sang xong thì chắc phải nghỉ mấy tháng là mới đi làm được. À. Trong gia đình các mọi người thì bây giờ là có rất là nhiều người ha. Nếu mà chỉ tính riêng con của chị Hồng là 5 bé rồi, mà tất cả là đều đang tuổi ăn tuổi lớn là không đi làm được. Còn chị Hồng thì mọi người cũng thấy là cái tinh thần chị ấy bất ổn nên là cũng không có lao động được. Cô nhiều thì ở nhà để mà lo cho các cháu. Thì trước đây là chị Ngân là cái thu nhập chính trong gia đình ha. Chị ấy đi làm để mà lo cho cả nhà luôn. Hồi xưa chị Ngân đi làm công ty nào? Dạ, em làm công ty in quần áo á. À, đi may quần áo này kia phải không? Ừ. Và trong gia đình là dựa vào cái thu nhập của chị Ngân để mà sống luôn á. Ừ. Nhưng mà bây giờ thì chị ấy cũng đang mang bầu tuần thứ 38 và chỉ còn khoảng 1 tới 2 tuần nữa là sanh rồi. Thì trong nhà thì càng thêm em bé mà lại mất đi cái người lao động. Thì không biết là sắp tới là tính sao con? Nói chung không biết tính sao, tới đâu tới đó chứ giờ sao giờ. Là quá nhiều em bé luôn ha. Nhiều giờ mình cũng đi làm kiếm đồng ngân nữa, giờ đâu ai mà chăm đứa này. Có cái này, giờ cũng có nhỏ này làm một đồng cắt đâu có được bao nhiêu. Rồi cái thằng kia vậy, thằng mà bữa đi tìm nó về kìa. À. Về nó cũng đâu có làm được mấy năm nay đâu làm, nó có ăn ngủ gì không á. Nhà mình á là có 4 người con, cái chị đầu thì đi lấy chồng rồi ở bên chồng rồi đúng không? Đứa, này. Còn 3 người nhưng mà bây giờ là có 2 người là bị tinh thần không ổn định rồi. Đúng bị rồi. Lâm vào chất kích thích các mọi người. Thì không những không có phụ được mà còn quậy phá nữa. Còn báo nữa. Chỉ có chị Ngân là đi làm được thì chị ấy cũng đang trong cái tình trạng sanh nở. Nên là sắp tới là cũng chưa biết sẽ như thế nào ha. Nhưng mà người ta nhìn vào nhà mình á, người ta cứ tưởng là nhà trẻ ha. Dự trẻ. Vài bữa mà thêm bé nữa là tổng cộng là 6 bé. Thôi nhà trẻ người ta thái, có lương, nhà trẻ không có lương. Phải lo cho nó ăn, lo cho nó uống nữa. Thời đó rồi sao á. Chị Ngân, bây giờ chị thấy là chị Hồng á là có tỉnh táo hơn được chút nào không? Em thấy cũng vậy. Cũng vậy hả? Nhưng mà em thấy sạch sẽ gọn gàng hơn được trước rất là nhiều mà ha. Dạ. Trắng trẻ hơn được trước. Thêm tù lùi đi lăn lóc đi qua đi có làm chi đi qua đường qua xá không? Ngày hôm nay á thì mình ghé qua thăm các bé thì cũng để mà gửi hỗ trợ cho các bé ha. Đợt trước là khi mà cũng chuyến ghé qua là gần, tầm cũng gần một tháng rồi đó. Là gửi sữa tã là mấy bé xài hết veo luôn. Hai đứa cũng nhanh. Hôm nay thì cũng chuyến qua để mà gửi thêm một cái số hỗ trợ cho gia đình mình ha. Thì bữa trước cũng chuyến gửi rồi, có đưa chị ấy đi chích chưa? Đợt sắp tới đi nè. Đợt sắp tới chích ha. 14 tây nè. À, nếu mà được thì đặt vòng của chị ấy luôn cho nó bền. Không đặt vòng được. Sao vậy? Tụi con nó mỏng quá. Vậy hả? Ờ, bệnh viện ơi, chậm xá bữa nói rồi. À. Chậm cho nó đó, cho nó này lọ cái nhưng mà. Nhưng nó bên chậm xá bệnh đó.
Bà nói giờ nó đặt vọng được, cử cung nó quá mỏng. Ừ. Tại vì đặt vòng á, đặt vòng là kiểu như là sẽ là nó bền hơn, cứ như là chích thuốc á, nhiều khi mình quên một cái thôi là không quên đâu, giờ chắc kiến không quên đâu. Ừ. Chị... 3 tháng chích lần, 14 tay tháng 8 mình chích nè. Ừ. Vậy cô nhớ nhắc chị ấy đi chích nha. Tại biết không, chích cho mấy thằng này là giờ nó phải ẩm con nó theo, đó sẵn chích nó luôn. Vậy là mỗi lần chích ngừa là chị ấy cũng biết ẵm con theo ha? Không, nó chở gì ẵm nó, chứ đâu dám cho bé bế. Hai tay hai bé bây giờ. Thằng này Út chở thằng này, này bế lớn, chiến này lớn. Lúc trước chiến lên được trước có thì bế hai đứa vô một đi nào phải bốn, hai đứa nữa. Vậy là mỗi lần mà đi chích ngừa là... Đúng rồi. Nguyên gia đình đi luôn. Đúng rồi. Chị Hồng là bé chở cô nhiều, bế một bé. Chị Ngân là bé Bi, bế một bé vậy đó. Chở hai đứa kia rồi. Hai đứa này nữa. Chứ bỏ nhà ai cánh. Nhỏ kia còn giai đoạn còn chích. Tháng sau nó chích nữa. Ngày hôm nay thì cô Chiến cũng gửi thêm một ít tiền để mà cô có thể trang trải trong gia đình ha. Đợt 2 này thì trước đó thì đợt đầu mình đã gửi là tổng cộng là 4.7 triệu cùng với là sữa tã là tổng trị giá là 2.150.000 đồng. Cái đợt thứ hai này thì mình gửi thêm cho gia đình là 2.7 triệu ha, của cô Nguyễn Thị Đặng là 500.000, anh Lương Hữu Nghĩa là 200.000, chị DN Nguyễn là 1 triệu, cô Nguyễn An là 1 triệu, là tổng cộng là 2.7 triệu. Nhưng mà nay cũng chỉ làm tròn là 3 triệu luôn để gửi cho gia đình ha. Đây là 3 triệu đồng. Thì khi mà gửi thì có một chị nói là gửi cho bé Bi một ít tiền để bé có muốn mua gì thì bé mua, để mà sắp vào năm học mới rồi á. Thì Phúc Chiến xin phép là gửi cho cô là 2.5 triệu ha. 2.5 triệu để mà mua thêm đồ ăn thức uống trong gia đình cũng như là sữa tã cho các bé. Còn cái này là 500.000 ha, gửi riêng cho bé Bi. Đợt trước á là mình nghe nói bé Bi phải đi làm cỏ mướn á để mà kiếm tiền mua thêm những cái vật dụng mà đi học đó. Hôm nay là cô ấy gửi cho con luôn. Ha, con coi thiếu cái gì thì con mua nha Bi. Rồi đây, chú gửi cho con ha. Rồi giỏi, ráng học cho giỏi nha. Với lại ngày hôm nay á, ngoài cái số tiền đó thì mình cũng mang theo sữa tã của chị Nguyễn Hoàng Anh Thư gửi cho các bé, là bao gồm là 2 hộp sữa Ajilac Alpha số 1 là trị giá là 690.000, 2 hộp sữa Alpha Ajilac Alpha Gold 2 là 670.000 và 2 vịt tã size M là 530.000, 2 vịt tã size L là 518.000, tổng trị giá là 2.400.000 đồng. Xin phép mà gửi cho gia đình luôn ha. Dạ hát chưa? Dạ hát chưa? Dạ hát chưa? Hát chưa? Chỉ lo cái thằng này nữa rồi. Sữa là quan trọng nhất đúng không? Đúng rồi. Còn tả thì nếu không có thì mình cũng... Có cho thả lỏng luôn rồi. Dạ. Nhít lại cũng nhớ. Quan trọng cái sữa, không có sữa rồi. Rồi hôm nay thì ghé qua thăm các bé như vậy thôi. Bây giờ thì Cũng Chiến cũng xin phép mình ra về. Nhưng mà chị Hồng này, mình đừng có đánh con nha, đừng có đốt con nữa nha, em bé dễ thương lắm ha. Rồi cố gắng lên nha, đi làm để mà lo cho các con ha. Bây giờ thì mình cũng kết thúc cái video này tại đây. Khi nào mà có dịp thì mình quay lại đây để mà cập nhật cái tình hình của các bé cho mọi người xem ha. Rồi bây giờ thì chắc là xin chào tạm biệt mọi người.